Chúng ta quay trở lại với cái login controller ở đây. Thì bây giờ để thay đổi được cái URL của cái việc login fail thì chúng ta sẽ sử dụng cái redirect ở đây. Như này và hai chấm. Thì rất đơn giản, cái này tương ứng với redirect ở trong JSP mà các bạn đã từng làm việc cùng. Thì cái concept và sự khác nhau giữa redirect và forward thì các bạn tự tìm hiểu thêm. Ở đây chúng ta sử dụng cái redirect hai chấm này để thực hiện cái việc redirect một cái URL. Và sau đó các bạn cần phải làm thêm một việc nữa là các bạn có thể add model.add attribute như này. Và chúng ta sẽ truyền vào một cái là error. Và chúng ta set cho nó bằng true đây chẳng hạn. Chấm phẩy như này. Và bây giờ các bạn chạy lại. Thì bây giờ login như này. Và giả sử rằng chúng ta sẽ đặt là Ducky. Và Ducky để nó trùng tên để login fail. Và các bạn ở login lúc này các bạn sẽ thấy rằng là cái URL chúng ta không thay đổi. Và đồng thời chúng ta có một cái param ở đây là error bằng true. Sau cái dấu chấm hỏi này thì chúng ta gọi những cái này là thành param. Bây giờ vấn đề tiếp theo là tôi muốn ở trên cái trang login này nó sẽ hiển thị ra một cái message rằng là báo rằng bị lỗi gì đấy chẳng hạn. Thế là chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ vào trang cái login JSP này. Và việc đầu tiên là các bạn cần phải bổ sung cái tag lib JSTL. Thì như chúng ta đã config từ trước thì trong file form của chúng ta đã load cái library. Thì nếu các bạn bỏ quên thì các bạn load vào. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng chúng ta đã bổ sung cái JSTL 1.2 Java Serverless như này. Thì các bạn đã có. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải bổ sung cái tag lib như này. Thì cái tag lib ở đây prefix của chúng ta là C. Và cái URI của nó là như này. Thì các bạn hoặc là các bạn copy ở phần JSP Serverless. Hoặc là các bạn search trên mạng JSTL tag lib thì các bạn sẽ có được cái URL này. Hoặc là các bạn chịu khó gõ lại vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung cái C if ở đây. Thì chúng ta sẽ có những cái như này. Thì chúng ta if và đóng lại và như này. Thì cái message ở đây có nghĩa là gì? Ví dụ giả sử như là incorrect username or password chẳng hạn. Ví dụ như này. Thì trong cái set if này chúng ta có một cái attribute là test như này và bằng. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ kiểm tra cái param của nó. Ví dụ như này. Param và nó có một cái gọi là error ở đây. Tức là chúng ta kiểm tra xem là trên cái param nó có cái error hay không. Và các bạn save lại. Thì hôm nay các bạn quay sang đây và các bạn có thể thử login như này. Thì hôm nay các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có cái message là incorrect username password ở đây. Thì khi mà các bạn gõ Ducky và Java thì nó sẽ thành công. Đấy, thì chúng ta đã thành công xong cái form. Thì như vậy là chúng ta đã làm xong cái flow về login ở đây. Như này các bạn sẽ thấy login ở đây và đăng ký Ducky như này thì bị fail. Và bây giờ Ducky với một cái tên gì đấy khác thì lúc đấy Ducky login sẽ thành công. Như vậy chúng ta đã xong cái login service. Ở trong cái phần này thì các bạn thấy rằng là chúng ta đang sử dụng một cái login service như này. Thì ở đây chúng ta gọi một cái fetcher repository thì đáng nhẽ ra là đoạn này chúng ta sẽ connect vào cơ sở dữ liệu. Nhưng mà tạm thời thời điểm này chúng ta sẽ sử dụng một cái rất đơn giản là compare hai cái username và password. Nếu mà nó trùng nhau thì chúng ta không cho login, còn nếu khác nhau thì chúng ta cho login vào.